50 năm trước, 200 máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã thực hiện 730 phi vụ trong 12 ngày. Họ đã thả hơn 20.000 tấn bom xuống miền Bắc Việt Nam trong trận ném bom, được coi là quy mô nhất của Hoa Kỳ kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai, cướp đi sinh mạng của gần 1.600 người Việt Nam. Chỉ hơn một tháng trước chiến dịch, Tổng thống Hoa Kỳ khi đó là Richard Nixon vừa tái đắc cử dựa trên lời hứa về việc chấm dứt sự tham gia của Hoa Kỳ vào chiến tranh ở Việt Nam vốn đã bị phản đối gay gắt ở Mỹ. Hoa Kỳ đã tham chiến tại Việt Nam từ năm 1965 và trong khi Hoa Kỳ đang tham gia đàm phán hòa bình với Liên Xô và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Trung Quốc hậu thuẫn như một phần của cái được gọi là đàm phán hòa bình Paris. Nhưng những cuộc đàm phán đó đã bỗng nhiên tan vỡ. Tư liệu mở Unboxing File xin tạm dừng để chú thích. Ở đây, tác giả có sự nhầm lẫn về vai trò của Liên Xô và Trung Quốc trong cuộc hòa đàm ở Paris. Trên thực tế, cuộc hòa đàm Paris diễn ra với hai lực lượng chủ yếu là Hoa Kỳ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, không hề có sự tham gia của Liên Xô hay Trung Quốc. Xin trở lại nội dung bài viết. Nixon cảnh báo chính phủ Bắc Việt Nam về những hậu quả nguy hiểm nếu họ không quay trở lại bàn đàm phán và kêu gọi lực lượng không quân Hoa Kỳ cứu vãn tình thế bằng cách tiến hành một chiến dịch ném bom chiến lược kéo dài 11 ngày mang tên Linebacker 2. Sau này được biết đến với một số tên gọi như cuộc tấn công tháng 12 và vụ đánh bom Giáng sinh. Ngay từ đầu, không quân Hoa Kỳ đã chủ trương thực hiện một cuộc ném bom chiến lược như vậy ở Việt Nam. Và lực lượng này cuối cùng đã có cơ hội thực hiện chiến lược này. Cho đến lúc đó, các chiến dịch không kích của Hoa Kỳ tại Việt Nam chỉ giới hạn ở việc ngăn chặn các tuyến đường bộ mà Bắc Việt Nam đang tiếp tế cho các lực lượng của mình và các lực lượng Việt Cộng đang hoạt động ở miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, Linebacker 2 thì khác. Nó nhắm đến mục tiêu phá hủy các mục tiêu có giá trị cao như cơ sở quân sự quan trọng, đường sắt, nhà máy điện và các nhà máy khác. Đây chính xác là những gì mà Nga đang cố gắng thực hiện ở Ukraine kể từ đầu tháng 10, thông qua các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhiều lần nhắm vào mạng lưới năng lượng và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ khi đó Richard Nixon nói với Henry Kissinger vào ngày 17 tháng 12 rằng họ sẽ ngạc nhiên kinh khủng và ngày hôm sau, 129 chiếc B-52 cất cánh từ đảo Guam và Thái Lan để tiêu diệt các khu vực ở Hà Nội và Hải Phòng. Pháo đài bay B-52 Stratofortress là pháo đài bay của phi đội ném bom chiến lược của Hoa Kỳ kể từ khi được giới thiệu lần đầu tiên vào những năm 1950 trong thời kỳ đỉnh điểm của chiến tranh lạnh. 76 chiếc B-52H hiện nay vẫn hoạt động với 12 chiếc khác đang được niêm cất. Tới nay, loại máy bay gần 70 tuổi đã bộc lộ những dấu hiệu lão hóa nhưng không quân Hoa Kỳ vẫn quyết tâm tiếp tục sử dụng B-52 trong nhiều thập kỷ tới. Theo một số thông tin, loại máy bay ném bom chiến lược này vẫn được biên chế tới những năm 2050. Và như một phần trong đó, chiếc máy bay này đã và đang tiếp tục phát triển, được cải tiến để duy trì hiệu quả. Điều này là do bất chấp tuổi tác của nó, B-52 vẫn là một nền tảng phân tán bom thông thường và cả vũ khí hạt nhân chiến lược hàng đầu của không quân Hoa Kỳ. Nó có thể mang nhiều vũ khí hơn bất kỳ máy bay phản lực nào khác của không quân Hoa Kỳ và thực hiện các nhiệm vụ tầm xa từ các căn cứ ở Thái Bình Dương. Máy bay ném bom B-52 có thể mang 32 tấn vũ khí hạt nhân hoặc thông thường và bay ở tốc độ cận âm ở độ cao trên 15.000 mét, ngoài tầm nhìn của mắt thường, khiến các cuộc tấn công trở nên thảm khốc về cả thể chất và tâm lý. Beckler, một tác giả đã viết trong luận án của mình vào tháng 6 năm 2000, nộp cho khoa của trường nghiên cứu lực lượng không quân cao cấp Đại học Hàng không, rằng Nixon muốn có tác động tâm lý tối đa lên miền Bắc Việt Nam, và B-52 là công cụ tốt nhất của không quân dùng cho việc này. Tuy nhiên điều đó sẽ không dễ dàng đối với những chiếc B-52, vì thứ đợi chờ chúng là hệ thống phòng không tầm cao S-75 Davina, hết sức đáng gờm do Liên Xô sản xuất, có thể bắn tên lửa, mang khối chiến đấu 195 kg lên tới độ cao 30.000 m với tốc độ Mach 3, nhanh hơn gấp 3 lần tốc độ âm thanh. Miền Bắc Việt Nam đã triển khai khoảng 26 khẩu đội tên lửa đất đối không, trong đó có 21 khẩu đội được bố trí ở khu vực Hà Nội và Hải Phòng, với sự tập trung dày đặc của pháo phòng không và một mạng lưới radar cực kỳ phức tạp chồng chéo.
Ngoài ra, mạng lưới radar đã được bí mật cải thiện bằng cách sử dụng đài radar điều khiển hỏa lực mới được cho là đã qua cải tiến của tổ hợp S-75. Tư liệu mở, unboxing file xin tạm dừng để chú thích. Ở đây tác giả đã nhầm lẫn giữa radar trinh sát cảnh giới đường không với radar điều khiển hỏa lực. Về vai trò của các loại radar này trong cuộc chiến phòng không bảo vệ miền Bắc, tư liệu mở unboxing file xin giới thiệu trong một thời gian thích hợp. Sau đây xin trở lại nội dung của bài viết. Phi đội B-52 được sử dụng cho chiến dịch Linebacker 2, bao gồm các mẫu G và D. Tất cả các mẫu D đều được nâng cấp với các sửa đổi, các biện pháp đối phó điện tử mới nhất, nhưng chỉ một nửa số mẫu G được sửa đổi cho đến thời điểm đó. Điều này khiến cho chúng dễ bị tên lửa phòng không tấn công. Ngoài ra, các chiến dịch ném bom giải thảm mà B-52 áp dụng không thay đổi nhiều kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Điều này cũng gây ra thương vong cho lực lượng này. Và khi chiến dịch Linebacker 2 bắt đầu, ngày 18 tháng 12 năm 1972, 87 chiếc B-52 cất cánh từ căn cứ không quân Anderson ở đảo Guam được tham gia vào cuộc tấn công với số lượng 42 chiếc bổ sung từ sân bay Hoàng gia Thái Lan Utapao, đánh dấu sự khởi đầu của chiến dịch. Đây là lực lượng máy bay ném bom tấn công lớn nhất từng được tập hợp kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Từ Guam, sứ mệnh sẽ kéo dài khoảng 12 giờ và cần tiếp nhiên liệu trên không, trong khi từ Utapao, nhiệm vụ sẽ chỉ mất từ khoảng 3 đến 4 giờ mà không cần tiếp nhiên liệu trên máy bay. Vào đêm đầu tiên của Linebacker 2, các lực lượng Bắc Việt được cho là đã phóng 200 tên lửa đất đối không S-75 vào những chiếc B-52, trong đó có ít nhất 5 chiếc đã tìm được mục tiêu. 3 chiếc B-52 bị bắn rơi và 2 chiếc khác bị hư hại. Một phi công Hoa Kỳ đang nghỉ hưu được CNN phỏng vấn nhớ lại: có cảm giác như bạn có thể đi ngang qua đầu những tên lửa đó trên bầu trời. Có rất nhiều người đã bắn vào bạn. Người phi công cho biết, những vụ phóng sáng đến mức bạn có thể đọc báo trong buồng lái. Tổn thất thảm khốc của những chiếc B-52 trong đêm đầu tiên của chiến dịch đã làm tổn thương tinh thần các phi hành đoàn ở Guam và Utapao. Trong khi đó, ở Hà Nội, đã nâng cao sự tự tin của các lực lượng phòng không nhân dân Việt Nam. Nguyễn Văn Phiệt, một xạ thủ tên lửa của Bắc Việt Nam, được cho là đã bắn rơi 4 chiếc B-52 trong chiến dịch Linebacker 2, nói với tạp chí Smithsonian vào năm 2014 là: ban đầu tất cả chúng tôi đều sợ B-52 vì Mỹ nói rằng nó bất khả chiến bại. Nhưng sau đêm đầu tiên, chúng tôi biết B-52 có thể bị phá hủy giống như bất kỳ loại máy bay nào khác. Tư liệu mở unboxing file xin tạm dừng để chú thích. Nguyễn Văn Phiệt vừa được nhắc đến là trung tướng lực lượng phòng không không quân. Trong thời gian diễn ra chiến dịch Linebacker 2, ông là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 57, chứ không phải là một xạ thủ tên lửa, thành phần nòng cốt của một kiếp chiến đấu của tổ hợp tên lửa phòng không S-75 Davina, là một sĩ quan điều khiển và ba trắc thủ phương vị, góc tà và cự ly. Xin trở lại nội dung bài viết. Vào đêm thứ hai, những chiếc B-52 hoạt động tốt hơn, chỉ có 2 chiếc bị loại khỏi vòng chiến và không chiếc nào bị bắn rơi tại chỗ. Trong tổng số 93 chiếc được huy động cho nhiệm vụ, nhưng đến đêm thứ ba, các xạ thủ Bắc Việt Nam đã nhìn thấu chiến thuật của Hoa Kỳ và biết rõ họ cũng như phi hành đoàn B-52. Các máy bay ném bom bay theo đội hình trải dài trên đường bay định trước và sau khi trút bom sẽ đổi hướng để quay trở về căn cứ. Trong khi thực hiện thao tác đổi hướng, các thiết bị gây nhiễu điện tử sẽ hướng lên trời, khiến máy bay dễ bị phát hiện và bị tấn công bởi tên lửa. Wayne Wallingford, một sĩ quan tác chiến điện tử ở Utapao, người tham gia 7 trong số 11 cuộc tấn công của B-52 cho biết: trong 2 phút cuối cùng của cuộc ném bom, chúng tôi được thông báo là phải bay bằng và giữ nguyên hướng. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ là mục tiêu đứng yên. Wallingford nói thêm rằng, việc mở các khoang chứa bom làm tăng độ bộc lộ tín hiệu của B-52 cũng góp phần vào việc nó dễ bị phát hiện hơn. Điều này có nghĩa là các cuộc tấn công có thể đoán trước được đến mức bất kỳ kẻ thù nào cũng có thể hạ gục bạn trong một trò chơi điện tử tổ chức ở lễ hội hóa trang. Ron Bartlett, một sĩ quan tác chiến điện tử B-52 khác, nói trong một postcard của Hội Phi công Chữ thập đặc biệt: trong đêm thứ ba, 6 chiếc B-52 bị bắn rơi. Theo Bakler, tổn thất ngày càng tăng khiến Nixon vô cùng tức giận. Nixon lo ngại rằng một tổn thất nặng nề đối với B-52, loại vũ khí chiến lược của Hoa Kỳ vào lúc đó, sẽ tạo ra phản đề, gây ra những hiệu ứng tâm lý không mong muốn. Từ đêm hôm sau, các máy bay ném bom
được hướng dẫn tiếp cận mục tiêu từ các độ cao và các hướng khác nhau, không bay theo hàng lối kéo dài và di chuyển qua những mục tiêu đã bị tấn công. Tuy nhiên, vào đêm thứ tư của cuộc tấn công, thêm 2 chiếc B-52 bị bắn rơi. Trong 3 đêm tiếp theo, ngày tấn công thứ 5, thứ 6 và thứ 7, không quân Mỹ ứng biến chiến thuật mới, tận dụng tốt kinh nghiệm của mình và không một chiếc B-52 nào bị bắn rơi tại chỗ. Sau đó, lực lượng máy bay ném bom của Hoa Kỳ đã ngừng hoạt động vào ngày Giáng sinh để các nhà hoạch định có cơ hội xem xét các sự kiện và cho các phi hành đoàn nghỉ ngơi. Trong 4 ngày cuối cùng, chỉ có 4 chiếc B-52 bị bắn, 2 chiếc vào ngày thứ 8 và 2 chiếc vào ngày thứ 9 của cuộc tấn công. Tổng cộng, phía Mỹ thừa nhận có 15 chiếc B-52 bị bắn rơi tại chỗ với 33 phi công thiệt mạng. Tư liệu mở Unboxing File xin tạm dừng để chú thích. Về phía Việt Nam, số liệu là 16 chiếc B-52 bị bắn rơi tại chỗ trong tổng số 34 chiếc B-52 bị loại khỏi vòng chiến. Xin trở lại nội dung bài viết. Bởi vì các cuộc ném bom được tiến hành vào ban đêm và các máy bay ném bom quay trở lại căn cứ sẽ hạ cánh trong bóng tối, nên phi hành đoàn sẽ không nhận ra ai trong số các đồng nghiệp của họ không quay trở lại cho đến hôm sau. Phi công Wallingford nói, bạn sẽ thấy toa móc bên cạnh toa móc của mình có cửa mở ở cả hai đầu và các phi công chất đồ đạc cá nhân vào thùng xe để chuyển về cho gia đình họ. Vì vậy bạn biết rằng phi hành đoàn đã không trở lại. Ông nói, thật là tỉnh táo khi thấy điều đó. Trong 12 ngày, nghi thức khó chịu đó được thực hiện tới 33 lần. Tổn thất mà không quân Hoa Kỳ phải gánh chịu là chưa từng có và sự tàn phá ở Việt Nam do B-52 gây ra cũng như vậy. Ước tính có khoảng 1.600 người Việt Nam thiệt mạng trong các vụ đánh bom, trong đó có 287 người thiệt mạng chỉ trong một đêm ở Khâm Thiên, một khu vực ở Hà Nội, với phần lớn là phụ nữ, người già và trẻ em. Theo bản tiếng Anh của tờ VN Express, một nhà báo của AFP, người đã đến Khâm Thiên ngay sau khi Mỹ ném bom mô tả khung cảnh đổ nát hàng loạt, hoang tàn và tang tóc. Tư liệu mở Unboxing File xin tạm dừng để chú thích thêm. Để nói về mức độ tàn phá mà B-52 gây ra ở khu phố Khâm Thiên, nhạc sĩ Phú Quang trong một lần chia sẻ, khi được tin máy bay Mỹ ném bom khu Khâm Thiên, ông trở về nhà và lần đầu tiên tầm mắt của ông được nhìn thẳng tới Đê La Thành mà không bị bất kỳ một công trình xây dựng nào cản trở. Xin trở lại nội dung bài viết. Jean Leclerc du Sablon viết trong một công văn trên tờ The New York Times vào ngày 29 tháng 12 năm 1972, mô tả: ở Khâm Thiên, một số ngôi nhà vẫn đứng vững, nhưng nhiều ngôi nhà không có mái che, cửa sổ. Hàng chục miệng hố đường kính khoảng 12 thước Anh và sâu 3 thước Anh. Đặc biệt, một số người sống sót đã thu hút sự chú ý của anh ta. Trên đống đổ nát, một bà lão đưa tay lên mặt và lẩm bẩm một cách ám ảnh bằng một giọng gần như tôn giáo. Ôi con ơi, con đang ở đâu? Người Mỹ, các người thật man dợ. 10 ngày sau khi chiến dịch Linebacker 2 kết thúc, tức là ngày 8 tháng 1 năm 1973, đàm phán hòa bình được nối lại mà đỉnh cao là việc ký kết Hiệp định Hòa bình Paris vào ngày 27 tháng 1 giữa Chính phủ Hoa Kỳ, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Việt Nam Cộng hòa và Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Các hiệp định đánh dấu sự khởi đầu của sự kết thúc của sự can dự của Hoa Kỳ trong cuộc chiến. Tuy nhiên, cả Washington và Hà Nội đều tuyên bố mình đã chiến thắng. Washington nói rằng chiến dịch Linebacker 2 đã đưa Bắc Việt Nam trở lại bàn đàm phán hòa bình, trong khi phía Hà Nội miêu tả đó là một hành động phản kháng anh hùng và giành được mọi thứ. Nhà sử học Pierre Arsenault viết, tại Hà Nội, câu chuyện về những sự kiện cuối tháng 12 năm 1972 không phải về sự mất mát hay hủy diệt to lớn, mà về sự kháng cự anh dũng của người Việt Nam. Về giới phân tích nhận định, cuối cùng hóa ra tất cả những gì mà chiến dịch Linebacker 2 đạt được là cho phép Hoa Kỳ rút khỏi cuộc chiến Việt Nam một cách có thể diện. 3 năm sau đó, phần lớn lực lượng Hoa Kỳ rút khỏi miền Nam Việt Nam và lực lượng Cộng sản đã được bổ sung phần lớn. Hà Nội đã phát động một cuộc chiến quy mô lớn giải phóng miền Nam dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Do đó, một số nhà phân tích và các nhà sử học phủ nhận ảnh hưởng của vụ ném bom mà Hoa Kỳ thực hiện với tiến trình của cuộc chiến. Cuộc ném bom vào Giáng sinh đã không mang lại bất kỳ món quà chiến lược nào cho Hoa Kỳ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.